Nguyện mấy ương mạo này gặp cùng mười phương cõi cúng dường tất cả Phật tụng Pháp các Bồ Tát. Vô biên chúng tánh văn và cả tái tánh hiền duyên khởi đại sáng chói trùm đến vô biên cõi khắp sông các chúng sanh đều phát lòng bồ đề hết một báo thân này sanh về cõi cực lạc. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát. Sắc tân Như Lai đẹp mà trong đời không ai bằng, không sanh chẳng nghĩ bằng, nên nay con đảnh lễ sắc thân Phật vô tận. Trí huệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường tu cho nên con về sức chi lớn nguyện lớn khắp độ chúng vân sanh. Kiện bỏ thân nồng khổ sanh kia nước mắt vui, con nay sạch ba nghiệp quy và lễ tán nguyện cùng các chúng sanh đồng sanh nước cực lạc. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Thường Tịch Quang Tịnh Độ A Di Đà Như Lai Pháp Tân Màu Thanh Tịnh Cấp Pháp Giới Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Thập Bảo Trang Nghiêm Độ A Di Đà Như Lai Thân Tướng Hải Di Trần Khắp Pháp Giới Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Phương Tiện Tánh Cư Độ A Di Đà Như Lai Thân Trang Nghiêm Giải Thoát Khắp Pháp Giới Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Cõi Lạc Phương Tây Di Đà Như Lai Thân Căn Giới Đại Thừa Khắp Pháp Giới Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Cõi Lạc Phương Tây Như Đà Như Lai Thân Hóa Đến Mười Phương Khắp Pháp Giới Chư. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Cõi Lạc Phương Tây Giáo Hành Ly Ba Kinh Tục Nói Bài Chánh Khắp Pháp Giới Tôn Pháp.
nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi Ân Lạc Phương Tây Quang Thế Âm Bồ Tát Thân Tử Kim Muôn Ức Khắp Pháp Giới Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi Ân Lạc Phương Tây Đại Thế Chi Bồ Tát Thân Trị Sanh Vô Biên Khắp Pháp Giới Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi Ân Lạc Phương Tây Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Tăng Ai Phước Trí Khắp Pháp Giới Thanh Chúng. Lương vừa ngung chiên đàn khói tôm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa. Lòng con kính ngưỡng tiếc ta, ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh. Nam mô Vận Cải Bồ Tát, Nam mô Vận Cải Bồ Tát, Nam mô Vận Cải Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Lại đấng Tam Giới Tôn, uy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn, trì tụng kinh vô lượng thọ. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe, đều Phật Bồ Đề Tâm Kim Mãn Bao Thân này. Sanh qua cõi cực lạc, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp có tìm cầu, nay con nghe thấy kiên trì tụng nguyện tỏ như lại nghe nhiệm màu. Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Ma Tát.
Phẩm thứ sau Pháp Đại Thể Nguyện Pháp Tạng Bạch Rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi xin Đức Thế Tôn thương xót nghe cho con nêu chứng được vô thượng Bồ Đề. Thành đẳng chánh giác rồi cõi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, không thể nghĩ bàn, không có địa ngục ngã quỷ súc sanh các loài nếu có chúng sanh trong ba đường ác. Cho đến từ địa ngục sanh về cõi con thọ giáo pháp của con thật ca thành na nổ đa la tam miếu tam bồ đề không đổi lại ba đường ác nà. Được như vậy con mới làm Phật, nếu không được như nguyên thể không thành vô thượng chánh giác. Khi con thành Phật, các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con. Thân tương sắc vàng rồng đủ 32 trường tôn đủ tương đại trường phu đoan nghiêm chánh thực tất cả đồng mộc dung nhan nếu có tốt số hình thể sai biệt thì không thành chánh giác. Khi con thành vợ các chúng sanh sanh về cõi con biết rõ vô lượng kiếp trước thấy rõ những việc thiện ác đã làm nghe rõ sự việc khắp mười phương. Cảm ba đời khứ lai hiện tại nếu không được như nguyên tay không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông. Biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách tâm ngàn vạn ở cả cõi Phật nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con được thần thông tự tại ba la mật đa trong quanh các nếu cũng đi khắp trăm ngàn vạn ở cả cõi Phật để cũng dường thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con xa lìa tâm phân biệt các căn tịch tịnh nếu chẳng an trụ trong định trụ đến đại niết bàn thì không thành chánh giác. Khi con thành vợ có quán minh vô lượng chiêu khắp mười phương chư Phật gặp ngàn vạn ức lần ánh sáng của nhật nguyệt nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành sao sanh về nước con nếu không được như dây tê không thành chánh giác. Khi con thành Phật sống lâu vô lượng vô số thánh nhân giả trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng giá như chúng sanh ở ba ngàn thế giới. Thành bậc viên giác trải qua trăm ngàn kiếp để tinh đêm nếu biết được số lượng ấy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới nếu không khen ngợi tên con nói không được quốc độ của con thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh trong mười phương nghe danh nếu con hết lòng tin tưởng nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nữa con cho đến mười niệm. Nếu không được giảng sanh thì không thành chánh giác. Ngoài trừ những kẻ phạm tội ngu nghịch thì ban chánh pháp chỉ con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh nếu con pháp tâm bồ đề tu các công hạnh hành sao ba la mật kiên cố công lùi lại đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt. Đến khi mạng chúng con cùng thanh chúng Bồ Tát liền lên tiếp đón khoảnh các sanh về cõi con được bất tối chuyển nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác.
Khi con thành Phật chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con nhớ nghĩ nữa con phát tâm Bồ đề kiên cố không thối lui trong các căn lành ách lòng người hướng sanh về cực lạc. Điều được tại nếu có ác nghiệp đời trước nghe danh nếu có ít lòng sám hối làm các điều lành lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nữa còn mạng chung công lạc vào ba đường ác liền sanh về nữa con nếu không mà được như dây tay không mà thành chánh giác khi con thành Phật nữa con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con đã thanh tịnh tinh tưởng phát tâm Bồ đề chán ghét nữ thân mạng chúng liền qua thân nam tử sanh về nước con. Các loại chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo nếu không được như vậy thầy không thành chánh giác. Khi con thành vạn chúng sanh khắp mười phương nghe danh nếu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mãn đem tâm thanh tịnh tu hành Bồ Tát chư thiên gia người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh nếu con sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quy cả căn đầy đủ thường tu thù thắng phạm mạnh nếu không được như vậy thầy không thành chánh giác. Khi con thành Phật nữa con không có tên ba đường a chúng sanh sanh vào nữa con đều nhất tâm trụ vào chánh định không còn nhiệt não tâm được mát mẻ. Hưởng thoáng là như tỳ kheo lầu tận nếu còn khơi tướng ném tâm đâm thân sao thầy có mà thành chánh giác khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con được vô lượng căn lành. Thân thể vững chắc như kim cang bất hoại thân mình đều có hào quang chiếu sáng thành tựu thấy trí huệ biện tài không cùng tăng. Rộng nơi pha các pháp bị yêu giảng kinh tuyệt pháp tiếng như chuông vang nếu không được như chạy thầy không thành chánh giác. Khi con thành vọng chúng sanh sanh vào nữa con quyết chắc đến bậc nhất sanh bổ sư trừ khi phát nguyện rộng lớn trở lại đổ sanh vào hóa hữu tình. Khuyên phát tính tâm tu hành Bồ Tát hành nguyện phổ hiền tí sanh vào thế giới khác ngần lìa an tu hoặc thích thiết pháp nghe pháp hay hiện thần túc tỷ ý tu tập. Thái điều nhiên mạng nếu không được như dây tê không thành chánh giác khi con thành Phật chúng sanh vào nước con nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng thì ý liền đến. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện nếu không được như vậy tê không thành chánh giác. Khi con thành Phật giảng giặc trong cõi nước con đều trang nghiêm thanh tịnh sáng chói hình giặc đồ thẳng như chịu không thể tả xếp dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp. Về hình sắc hình tướng lòng lấy và số lượng chúng sanh ở đó dần dần nếu không được như vậy thầy không thành chánh giác. Khi con thành vật vô lượng cây cảnh trong cõi nước con cao trăm ngàn vô tuần cây làm đạo tràng cao bốn trăm vạn dặm các bậc Bồ Tát trung phẩm cũng có thể biết rõ nếu muôn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật. Khi ở nơi cây báo cùng mở đường thấy rõ vạn tưởng như xem trong gương nếu không được như vậy thầy không thành chánh giác. Khi con thành vần cõi nước rộng rãi nghiêm tĩnh sang chói như gương chiều khắp vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới chư Phật khắp mười phương.
chúng sanh thấy rồi sanh tâm ly hổ, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tộc với đất lên đến hư không, tất cả dạng vật cũng điền lầu các ao nước hoa cây dân dân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiệp thành hương tôm sông khắp mười phương thế giới. Chúng sanh người được điều tu Phật hạnh, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành vợ các bậc Bồ Tát trong mười phương cõi Phật nghe danh con rồi đều được thanh tịnh giải thoát khổ đắng tam muội các môn tổng thì vào tam ma địa cho đến thành Phật tuy ở trong đình. Thường cúng dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mất định đi, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành vỡ các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng ly sanh tâm đỡ pháp môn Đà La Ni thanh tịnh quang hỷ an trụ trong thể tướng bình đẳng của Bồ Tát hành. Đầy đủ tri đức mà không chứng được ba nhẫn nơi Phật pháp mà không chứng được mật bất trội chuyển thể không thành chánh giác. Bộ quyết tâm kinh ma nhà la la mật la tâm kinh văn tự tại bộ thành tâm bát nhà la la mật la đại tiêu biên ngũ bất giai công độ nhất thế bồ tát. Xá lợi tử sanh bất nhị không không bất nhị sanh sanh đất thể không không tật thì sắc ba tưởng hành tử diệu cũng như là thầy xá lợi tử nhị tử pháp không tưởng bất sanh bất diệt. Bất con bất tỉnh bất tăng bất giảm tỷ cố công trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhị tỷ thiệt tâm ý vô sắc tinh hương di xuất pháp vô nhãn giờ này chỉ hữu ý thức vô 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 nhiệm. Vô vô minh tầng nãi chi vô lao tự diệt vô lao tự tận vô cổ tập diệt lão vô kỳ diệt vô đập chỉ vô sơ đập cổ bồ đề tạc loại hi bạc nhã ba la mật đa cổ tâm vô oai ngại vô oai ngại cổ vô bụng vô. Nhiễm ly điên đào mộng tưởng cô cánh nếp bàn tâm tây Phật nghi bát nhã ba la mật đa cổ đắc na nộ đa la tâm miểu tâm bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thường chú thể vô đằng đẳng chú năng trợ nhân tiêu cổ chân là thiện bất ngư cô tiết bát nhã ba la mật đa chủ tức tiết chủ việt tiệt đế yết đế ba la yết đế ba la tận yết đế bồ đề tăng bà yết đế yết đế ba la yết đế ba la tận yết đế bồ đề tăng bà yết đế yết đế ba la yết đế ba la tận yết đế bồ đề tăng bà vạn sanh quyết định chân ngôn. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Niên Già Ta A Di Đà Đô Ba Tỳ A Di Đà Đa Tất Nam Ba Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Đà Già Già Na Chí Đa Ca Lê Ta Bà Hăng. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Niên Già Ta A Di Đà Đô Ba Tỳ A Di Đà Đa Tất Nam Ba Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Đà Già Già Na Chí Đa Ca Lê Ta Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Niên Già Ta A Di Đà Đô Ba Tỳ A Di Đà Đa Tất Nam Ba Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Đà Già Già Na Chí Đa Ca Lê Ta Bà. Phật A Di Đà thân kim sắc tướng tốt quang minh tự trang nghiêm năm tu di nguyện chuyển bạch hào bốn biển lớn trong ngần mắt biết
trong màu ăn qua vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát. Quy mạng lễ Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện giảng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hồn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung không tham đắm ngu dục. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung hận nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung mà Phật phóng quang nghiệp độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung mà liên hoa con hóa sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi giảng sanh tịnh độ hoa nở tâm.
Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài. Khi giảng sanh tịnh độ chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài. Khi giảng sanh tịnh độ chống viên thành toàn giác. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân Di Đà Phật. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân Di Đà Phật. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân Di Đà Phật. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong dòng sanh tử, tội chướng sâu nặng luôn chuyển sau đường khổ công nói đường nay gặp tri thức được dành hiểu bản nguyện công đức Phật Di Đà một lòng xưng niệm. Cầu nguyện vãng sanh nguyện Phật từ bi xót thương chẳng bỏ phụng quan nhiếp thọ đệ tử chúng con. Chưa biết Phật thân tướng tốt quang minh nguyện Phật thị hiện cho con được thấy lại thấy tướng màu quang âm thế chi các chúng Bồ Tát và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm vẻ đẹp quang minh xin đều thấy rõ con nguyện lâm chung không chướng ngại. A Di Đà đến rước từ xa quang âm cam lộ rưỡi nơi đầu thấy chỉ kim đài trao đỡ gót trong một sát na lìa ngũ cực. Khoảng tay có duỗi đến liên trì khi hoa sen nở thấy từ tôn nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ nghe xong liền ngộ vô sanh nhân. Không rời an dưỡng lại ta bà khéo đem phương tiện lợi quần sanh ai lấy trần lão làm Phật sự còn nguyện như thế Phật chứng tri kết cuộc về sau được thành tổ niệm Phật lại Phật công đức tổ thân hạnh vô biên tăng phước giai hồi hương phổ nguyện pháp giới chữ chúng sanh. Tóc dạng vô lượng quang Phật sát nguyện tiểu tam chưởng trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chứng minh liêu phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung cô phẩm liên hoa di phụ mẫu cái kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát di bản lư. Nguyện vị thử công đức phổ cập nhật thiết ngã đặng dự chúng sanh giải công thành Phật đạo. Phục nguyện Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh. Phục nguyện thần chúc Phật nhập tăng uy pháp luân tường chuyển phong đều vô thần quốc thái dân an thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.
Đại từ chúng con nguyện đem công đức này nguyện hướng trang nghiêm Tây phương Phật tình độ trên nền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường xin hồi hướng cho quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp. Cũng như hiện tại hữu hình và vô hình, nếu có ai thấy nghe điều pháp tâm Bồ Đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật Ca Di Đà chân tích Quang Lâm Phong Ngọc Hào An Gia Hộ. Đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung thân công tật bản tâm công ngôn mê nhất tâm niệm Phật, Phật và thân chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con giảng sanh về Tây phương cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thị từ chân tích Quang Lâm Phóng Ngọc Hào An Gia Hộ. Đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc. Tật bản tiêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ trang nghiêm xuân đa kiết cánh hạ bảo bình an thu thống tam tai đông nghinh bách phước một hầu đắc Di Đà to ký. Đệ tử chúng con nguyện Đức Phật Ca Di Đà thị từ phóng ngọc hào an tiếp nhận chư hương linh dung linh cửu huyền thất tổ thập nhị loại cô hồn nga quý hà sa hồ dĩ vô danh hữu danh vô dĩ nam nữ thương vong lai đáo Phật tiền văn kinh thánh pháp tốc xả mấy đồ siêu sanh tình đồ phổ nguyện âm siêu dương tai pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến Di Đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý Phật sinh nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thượng. Từ quý Pháp sinh nguyện chúng sanh câu rõ kinh tạng tự quy tăng sinh nguyện chúng sanh công lý đại chúng tất cả không ngại nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh